Sao má khóc? Má đâu chỗ nào nữa? Bay hay dài để kiên đóng bóp cho. À, ông già Noel. Chào con trai. Má Lam ơi, ông già Noel tốt bụng giữ lời hứa với ba. Tối nay này má Lam. Kiên, ba hả? Con nói sao? Chào chị, đây là quà của con trai. Và của chị nữa. Năm nay hai má con thật là đặc biệt. Chúc con sang năm chăm ngoan học giỏi, ngoan ngoãn biết chia sẻ với ba má nha. Chào con. Chào chị. Cảm ơn em. Con có quà rồi nè. Má cười đi má. Có Kiên bên cạnh má nè. Má cứ đi bộ là nhức mỏi chân. Để Kiên đấm bóp cho nha. Đó, má đỡ đau chưa? Hồi trước, bà Huy cũng hay đấm bóp cho má lắm á. Còn mỏi chân không, con bé con? Em buồn ngủ quá à. Mai mốt anh chị em già không thèm bóp chân cho em nữa. Lúc đó hả, chắc em khỏi ngủ luôn quá à. Em thiệt là anh sẽ bóp chân cho em tới suốt đời này luôn. Nhớ nha, chỉ có anh thôi đó. Nhớ rồi. Má khóc. Má đâu chỗ nào nữa? Bay hay dài để Kiên đóng bóp cho. Mà má cười đi. Kiên không thích má cứ giống như vậy đâu. Ừ, má cười. Má cười nè. Sao má con mình không mở quà đi? Suy cho cùng, Huy cũng là người sống rất tình cảm. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã. Những người sống theo tình cảm bản năng thì thường hay bị tụt dốc. Huy là vậy đó. Nhưng anh ấy thật đáng thương.
Anh ấy rất có gu thẩm mỹ, thật đáng nể. Nếu mà anh ấy chọn đồ thì khó có cô gái nào theo kịp. Thật khó có cô gái nào theo kịp. Có một ngày nào nữa không? Hai ta lại dắt tay nhau chạy nhảy giữa cánh đồng với mẹ, cùng lượt đuổi nhau, rồi lăn ra ngủ say trên thảm cỏ đu gà ven con kênh ấy, như không cần biết thế giới còn tồn tại hay không. Khi chợt thức dậy, bầu trời đã dày đặc ngàn sao. Em giờ đếm sao rồi sống hổ cứ rút hoài vào ngực anh. Lan, vậy mà giờ đây, chúc em có hạnh phúc bên người ta. Người đàn ông đau khổ tuyệt vọng của em, Huy. Anh Huy, sao tụi mình không thể ở bên nhau? Tụi mình đã yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Bên thảm cỏ đu gà ven con kênh quê mẹ, đã hết thật rồi sao?